tuần thứ 10, mùa thường niên thứ 7. Thầy bảo cho anh em biết, đừng thề gì cả. Lời Chúa theo Thánh Matthew chương 5, từ câu 33 đến câu 37. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, các con lại còn nghe dạy người xưa rằng, đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa. Phần thầy bảo các con, đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa. Đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của người. Đừng lấy Jerusalem mà thề, vì là thành của vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc da trắng hoặc da đen được. Nhưng lời các con phải là có thì nói có, không thì nói không. Nói thêm thắt là do sự giữ mà ra. Suy niệm. Lời nói là để thông đạt sự thật và thiết lập những tương quan. Nhưng ngày nay, nhiều khi lời nói đã trở thành phương tiện giúp người ta thực hiện những mưu mô độc ác và tính toán ích kỷ. Nói sao cũng được, miễn đạt được mục đích. Trong việc làm ăn, trong chính trị, trong gia đình, có những lời nói không đúng sự thật. Lỗi về sự trung thực không phải chỉ là khi nói dối hay vu khống, mà còn là nói lệch đi một chút, tức xuyên tạc. Hứa mà không làm, hẹn mà không giữ đúng. Chúa Giêsu dạy, có thì nói có, không thì nói không. Mọi điều thêm thắt là do sự giữ mà ra. Lạy Chúa, xin dạy gia đình chúng con biết làm chủ suy nghĩ và làm chủ miệng lưỡi mình. Vì thật thà là dấu chỉ của con cái Chúa, quanh co gian lận là sản phẩm của ma quỷ.